Này đừng có diss anh á. What? Nhìn mặt anh xem có quan tâm không? Mà là hết bao năng lượng anh trải công. Anh là Andre Money Maker. Trung tình trong trắng vẫn có haters. Tôi bị chín cổ tập cho 73. Mỗi khi gái bước đến là anh đại giá. Anh đùa đây, không có tao không ai biết mày là ai. No đâm haters không nhắc lần hai. Tao quan tâm đến đàn bà, không quan tâm đến đàn ông. Và thứ đặc biệt làm tao quan tâm đến là tài khoản ngân hàng. Có rất nhiều con số không. Chắc có thể mày ghét tao đến tận 2020. Mày ghét hết cả thời gian thì vẫn còn là ai nuôi. Comment lên nha.